Rồi, tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ. Thân chào anh chị em. Anh chị em có khỏe không? Mình thì chuẩn bị Mỹ với bị như Cali chuẩn bị đang mùa thu đó, chuyển mùa. Thời tiết nó đang nóng, giờ bắt đầu nó dịu lại, nó lạnh. Dễ bệnh lắm, nhưng mà mình bị viêm son, thành ra là hay bệnh lắm. Thì do đó cái giọng nói nó đang mấy hôm nay trong người không được khỏe, đang bị cảm đó. Nên cái giọng nói có thể nó khó nghe nha, nếu anh chị em nào mà nghe không rõ đó. Có thể email hoặc nhắn tin để mình giải đáp lại cái nội dung nào nha, cụ thể đó. Anh chị em giữ gìn sức khỏe nha. Rồi, trong cái video clip này á, mình chia sẻ với anh chị em thêm về cái vấn đề thẻ xanh, gọi là cái green card đó các bạn, thường trú nhân đó, thẻ thường trú nhân. Thì trong cái video clip trước mình cũng có nói với anh chị em là cái mục đích của tất cả các diện định cư di trú á, chủ định cư đó thì luôn luôn nhắm đến cái đầu tiên là cái phải có được cái thẻ xanh mới an toàn, đúng không? Dù cho đó là thẻ xanh 10 năm hay 2 năm. Diện gì cũng vậy, diện kết hôn, diện định cư, lao động định cư, đầu tư định cư gì đó, tị nạn nhân đạo gì đó cũng phải hướng được, phải được cái thẻ xanh đã, cũng có tự tính sau bạn nha. Thì hôm đó hôm trong video clip trước đó mình có phân tích rồi các con đường để được cái đó. Thì trong cái video clip này đó mình nói về những cái lợi ích và những cái điều mà những người đang có thẻ xanh phải cẩn thận khi đang ở Mỹ với tình trạng dưới tình trạng thường trú nhân, cho dù đó là thẻ xanh 10 năm hay 2 năm. Đây, cái phần thẻ xanh 2 năm đó mình sẽ nói sau, thì nó là vấn đề thẻ xanh có điều kiện. Ở đây mình chỉ nêu vấn đề thẻ xanh vĩnh viễn, gọi là thẻ xanh 10 năm. Thì tại sao nó là vĩnh viễn với 10 năm? Thật ra cái tình trạng thường trú nhân nó là vĩnh viễn luôn, miễn sao mình đừng có bị vi phạm mà bị thu hồi thẻ xanh, bị trục xuất là được nha. Còn 10 năm ở đây là tại vì chính phủ quy định là cái mẫu đơn đó, cái mẫu đơn I-551 là cái thẻ xanh đó thì phải sau 10 năm phải đổi lại lần hết hạn vậy thôi. Để đóng phí nộp đơn bình thường, à 90 nộp đơn bình thường, chứ không có nghĩa là hết hạn là mình phải cái tình trạng mình bị mất đâu nha, không có đâu, tình trạng vĩnh viễn. Rồi thì trước tiên đó, mình nói về cái phần lợi ích của cái thẻ xanh. Thì các những bạn biết rồi, thẻ xanh có nghĩa là người định cư rồi, thường trú nhân, nôm na là vậy đó, định cư ở Mỹ thì nhiều có quyền lợi lắm, quyền lợi lắm, được hưởng chẳng hạn như là hệ thống giáo dục miễn phí, đúng không? Nếu mình có low income đó, mình vào học mấy trường công rồi như miễn phí. Rồi nhiều có quyền lợi khác, được thống giáo dục tốt rất nhiều. Rồi có thẻ xanh thì có thể được đi sang, dùng thẻ xanh đó được đi sang mấy nước lân cận kế Mỹ như Canada, Mexico, một số các quần đảo Bahama rồi chẳng hạn như vậy, và xin Ireland được các bạn, thì không cần phải xin visa các bạn nha. Rồi là nhưng mà nếu vấn đề xin visa các bạn đi những cái quốc gia mà không có cái biên giới lãnh thổ biển hay đất liền liền với Mỹ đó thì phải xin visa, chẳng hạn như các bạn đi xin đi châu Âu thì phải xin visa, hay là đi Nhật Bản hay đi Úc phải xin visa nha, người có thẻ xanh phải xin. Rồi những cái lợi ích tiếp theo là các bạn thấy nó nhiều thứ trong đó lắm, những ai ở Mỹ giờ thường trú nhân cũng rõ cái chuyện này, cũng được tự do rất nhiều thứ trong đó, ngôn luận được thoải mái. Rồi là những người nào có thẻ xanh ở từ 5 năm trở lên đó thì có thể được xin phúc lợi xã hội gọi là welfare, trong đó có stem đồ. Rồi nếu như mà có lớn tuổi là có thể xin tiền già, đi làm xin tiền hưu đầy đủ nha. Nhưng mà đối với những cái rất nhiều quyền lợi, nói chung là vậy, thẻ xanh thì nhiều quyền lợi lắm, quái lắm. Mà những người nào mà còn giữ quốc tịch Việt Nam nữa thì khỏe rồi, phải không? Có thể là dùng thẻ xanh quốc tịch Nam đi về trong nước, đi qua đi lại để có thể là thăm thân nhân, hoặc có thể là thậm chí là kinh doanh. Thì đó, cái quyền lợi thì mình không đề cập nữa. Có lẽ là có nhiều dịch vụ di trú ở Mỹ và Việt Nam người ta cũng đề cập nhiều chuyện này lắm rồi. Nhưng mà cái quan trọng chính vào cái buổi này đó, mình muốn chia sẻ với chị về những cái điều mà người thường trú nhân bị cấm và những điều không nên làm. Cái thứ nhất đó, là người thường trú nhân nó không có được vi phạm các vấn đề pháp luật mà dẫn đến bị thu hồi thẻ xanh, chẳng hạn như là đi bầu cử các bạn. Ở Mỹ có trường hợp bị như vậy rồi. Người có thẻ xanh, người thường trú nhân nhiều khi tự nhiên cái hệ thống cái tiểu bang người ta gửi cái thư về, người ta nói đăng ký đi bầu thì không biết gì hết, không biết, không có hỏi, không, tại vì chỉ có được bầu cử chỉ cho công dân Mỹ thôi, thường trú nhân có được không có quyền đó. Như vậy thì chủ quan cứ nghĩ là ô người ta gửi về thôi, mình đăng ký, mình làm trách nhiệm với nhà nước nha, rồi đăng ký đi bầu bầu đi bầu xong đó là vấn đề là mình thường trú nhân không phải là công dân Mỹ đi bầu cử, cho dù đó là bầu cử liên bang hay là tiểu bang cũng đều vi phạm pháp luật các bạn. Pháp luật đó là bị ở tù, bị phạt. Rồi là những người thường trú nhân như vậy là bị thu hồi thẻ xanh đó các bạn, lưu ý nha. Nhiều người Việt Nam mình lớn, nhất mấy người lớn tuổi em có để ý là bị đó, có người bị đó. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là đối với những cái thanh niên độ tuổi từ 18 đến 26 là theo quy định là phải đăng ký nghĩa vụ quân sự các bạn.
đăng ký nghĩa vụ gọi là selectee election đó, selectee register registration với gọi là đăng ký nghĩa vụ quân sự đó. Thì đăng ký có nghĩa là mình đăng ký thôi chứ không phải đăng ký để đi lính thôi. Đăng ký để theo cái đúng cái luật nghĩa vụ quân sự vậy thôi. Và phải đăng ký, nếu mà không đăng ký thì đó là vi phạm các bạn nha. Còn những trường hợp như là người nữ hay người lớn tuổi, người không độ không nằm trong độ tuổi từ 18 đến 26 thì không cần thiết, hoặc là phụ nữ thì không cần phải đăng ký. Không bắt buộc. Nhưng mà đối với nam giới nha, nam giới đó, gia đình mà có đi theo con em qua bên Mỹ và từ 20 thì 18 tuổi đến 26, cho dù đó là độc thân thì các gia đình cũng phải đăng ký đó nha. Cái lưu ý cái chỗ đó, không đăng ký là vi phạm mà có thể là bị tước thu hồi cái thẻ thường trú nhân đó. Và sau này thì còn những cái quyền lợi khác nữa, đi học đó thì không có được hỗ trợ về cái học phí đâu, học phí của liên bang người ta cho đâu, mình không đăng ký là không có hỗ trợ cho mình. Và khi mà thi quốc tịch nữa đó, thi quốc tịch thì người ta không cho thi, không cho tuyển thệ đó, nếu mình không có đăng ký mà không có lý do chính đáng nha. Đó vậy. Rồi chẳng hạn có một số cái quyền lợi khác, chẳng hạn như là những cái khó khăn khác đó, người thường trú nhân đó là phải đảm bảo rằng là họ có ý định của họ là khi họ nhận được cái thẻ xanh, cái thẻ thường trú nhân, cái green card đó là họ phải xác định là nước Mỹ là cái ngôi nhà của họ, chứ không còn là cái vấn đề gọi là chỗ tạm thời đâu, để cái chỗ người ta ghé qua chơi mấy bữa rồi ta đi về nước, người ta chẳng hạn như về Việt Nam sinh sống chủ yếu là không có được đâu. Bây giờ vậy là cái đòi hỏi cái người có thẻ xanh là đi ra ngoài nước Mỹ không quá một năm các bạn, nếu mà đi từ một năm trở lên là bị mất thẻ xanh, luật quy định như vậy. Còn nếu đi từ quá 6 tháng trở lên thì khi mà nhập cảnh trở lại đó thì hải quan Mỹ người ta nghi ngờ, người ta có quyền hỏi, có quyền thẩm tra và ta có thể từ chối cấp thẻ xanh. Nếu người ta xác định được là cái người này chỉ nhận thẻ xanh ở Mỹ là tạm thời để có cái cớ đi qua đi lại cho dễ, thực ra là chính là ở Việt Nam, vẫn đang có ý định chính là ở Việt Nam các bạn nha. Lưu ý, và cái việc mà đi quá 6 tháng đó cũng có thể là theo quy định là ảnh hưởng đến cái thời gian để ở, để tích lũy đủ 5 năm hay là 3 năm để thi quốc tịch các bạn. Rồi. Nếu như mà ai mà có nhu cầu mà đi hơn một năm đó vì lý do nào đó, hạn như là về thăm thân nhân, gia đình, bệnh tật lâu ngày thì phải xin cái gọi là re-entry permit, là cái nộp cái form I-131 là travel document đó. Và xin cái đó thì được đi ra ngoài nước Mỹ trong vòng 2 năm, thì hơn quá một năm mà vẫn giữ được tình trạng thường trú nhân. Đó vậy. Rồi những người có thường trú nhân đó phải lưu ý là về vấn đề vi phạm luật, không phải luật liên bang mà luật tiểu bang, luật địa phương, chẳng hạn như vấn đề về uống rượu lái xe, hay là trộm cắp lặt vặt, hay là những cái việc làm những cái thực hiện những cái hành vi trái đạo đức xã hội khác, cẩn thận. Tại vì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là thi quốc tịch sau này, và thậm chí đó là bị thu hồi thẻ xanh nữa, thẻ xanh vì không đã có đảm bảo được những cái thỏa mãn cái điều kiện về cái thường trú nhân, là phải đảm bảo là thứ nhất là phải ở xem như nước Mỹ là ngôi nhà chính của mình và không có những hành vi vi phạm pháp luật, tôn trọng cái xã hội Mỹ. Có những cái khó khăn như vậy đó, những người có thẻ xanh không nên chủ quan, và đó là những trường hợp thẻ xanh vĩnh viễn nha. Còn thẻ xanh có điều kiện 2 năm, trong đó dành cho cái những diện kết hôn vợ chồng mà cái thời điểm kết hôn dưới 2 năm các bạn, sau cái thời hạn mà kể từ lúc nộp hồ sơ cho đến khi đến khi kết hôn cho đến khi nộp hồ sơ dưới 2 năm đó, thì thẻ xanh chỉ được cấp 2 năm thôi. Và thẻ xanh cũng 2 năm này cũng cấp cho những cái nhà đầu tư thể diện EB-5, cho dù đó là trực tiếp hay gián tiếp nha. Thì trong cái video clip sau đó mình sẽ trao đổi chi tiết, phân tích chi tiết với các bạn về cái diện thẻ xanh 2 năm này kỹ hơn tí. Còn trong đây mình chỉ nói chung về thẻ xanh 10 năm thôi, thẻ xanh vĩnh viễn thôi. Đó là mình cũng nói nêu tóm tắt khái quát về cái những cái quyền lợi mà cái người nhận thẻ xanh 10 năm có được ở Mỹ các bạn, và cũng như những cái cẩn thận, những cái điều mà hạn chế đối với những người thẻ xanh 10 năm. Họ không phải hoàn toàn như là công dân Mỹ đâu. Sau này nếu như mà những người thẻ xanh này đã đủ điều kiện thi quốc tịch và nhập quốc tịch Mỹ thì lúc đó mình yên tâm hơn, thoải mái hơn nha, không phải lo lắng. Lưu ý cái chỗ đó, thứ nhất là gì? Những cái điều khó khăn là người có thẻ xanh 10 năm, nhất là xem thử là những cái trường hợp có thể bị tước thẻ xanh hay không, liên quan đến vấn đề phạm tội nghiêm trọng. Người phạm tội không được phép những cái thẻ xanh không được phép thực hiện như vấn đề bầu cử các bạn, bỏ phiếu bầu cử nha, và đi thời gian đi qua nước Mỹ quá lâu. Và cái vấn đề thứ hai, người có thẻ xanh, người thường trú nhân còn lưu ý, đó là những cái thực hiện những cái hành vi, những cái tội phạm, những cái sơ suất nhỏ thôi, mặc dù có thể là đó là nhỏ nhưng mà ảnh hưởng đến vấn đề thi quốc tịch sau này. Chẳng hạn đó là cái vấn đề về lái xe DUI, lái xe uống rượu bia, lái xe bị bắt á, ảnh hưởng không bị nhập tịch á. Muốn được nhập quốc tịch á thì phải lên tòa án xin để làm thủ tục gọi là xóa án, nên là xóa án tức
Việt Nam mình gọi xóa án tích, ở đây gọi là clear record, ở đây xóa án tích bạn nha, nó phải xóa sạch sẽ hết rồi đó, còn lại nhiều thứ lắm, xét kỹ lắm, sẽ bị sở di trú người ta để ý, ta hỏi kỹ lắm trước khi ta cho mình tuyên thệ thì kỹ lắm. Vậy rồi là cũng phải cái quan trọng một điều nữa nè, thuế. Thuế ở Mỹ đó không ai tránh được cái việc thuế đó, ngoại trừ được số cái trường hợp có cái thu nhập thấp quá là lên không đó, thì được trường hợp miễn phải khai thuế các bạn nha. Còn lưu ý là kê khai và nộp thuế nó khác nhau, có thể là kê khai không nộp thuế nhưng mà phải kê khai. Do vậy ở Mỹ không ai tránh được, cho dù đó là cá nhân hay là tổ chức hay là doanh nghiệp gì cũng phải kê khai nộp thuế hết. Vấn đề lo lắng nhất của người Mỹ đó là vấn đề về kê khai nộp thuế thu nhập đó các bạn nha. Thì đó là ở Mỹ đó, những người không phân biệt là công dân Mỹ thường trú nhân hay là những người, miễn là những người nào mà có cái số an sinh xã hội và được cấp giấy phép làm việc thì phải đóng thuế. Có trường hợp là cái những người du lịch mà đến ở Mỹ mà người ta thực hiện, người ta có cái income, nó có thu nhập các bạn, người ta không làm việc, người ta có thu nhập, người ta gửi tiền qua ngân hàng, người ta có lời. Mà nếu người ta ở theo quy định, mình nói cho vui phân tích thêm một trường hợp, người ta ở quá 183 ngày ở Mỹ liên tục thì cũng phải đóng kê khai đóng thuế. Ở Mỹ sợ thuế mà ông khôn lắm, thuế không có thoát, thuế là tiền của nhà nước đó, không có thoát được đâu, mà ông lấy hết không có kê khai, không che giấu gì được đâu. Rồi là có trường hợp để ở vậy một 3-4 năm đầu, có người đó 3-4 năm đầu mình kê khai thì cũng có thông tin không đúng, không chính xác, và che giấu thu nhập, rồi 3-4 năm không thấy sở thuế nói gì, 7-8 năm sau nó còn moi ra các bạn. Mà nó moi ra lúc đó chứng minh không nổi đâu, giấy tờ mình không có lưu, nguy hiểm lắm. Do vậy đó nha, đối với trường thường trú nhân phải lưu ý, phải kê khai nộp thuế cho chính xác. Mình hưởng được quyền lợi thì mình phải có trách nhiệm. Quan trọng nhất là những giấy tờ liên quan đến hồ sơ về di trú, hồ sơ gì mình được trước đây bảo lãnh ra sao, nhập cảnh ra sao, rồi liên quan đến vấn đề về thuế nên mình phải giữ lại toàn bộ, lưu lại toàn bộ. Và tốt hơn có lưu bằng giấy rồi sau đó scan lưu trong máy tính nữa, lưu 2-3 nơi yên tâm, chỗ này mất thì chỗ kia còn, vậy nha, lưu lại. Đó là những thôi. Vậy thôi, trong cái buổi này thì cũng là chủ nhật để anh chị em nghỉ ngơi, mình cũng mà thì chia sẻ tóm tắt với anh chị em về cái quyền lợi và những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái điều mà thường trú nhân ở Mỹ cần lưu ý. Trong những đoạn video clip tiếp theo mình sẽ phân tích chi tiết hơn, cụ thể. Và nếu như mà có anh chị em nào thắc mắc về một bất cứ một trường hợp cụ thể nào liên quan đến vấn đề thường trú nhân, vấn đề thẻ xanh ra sao, vấn đề xin giấy phép đi lại đi nước ngoài ra sao, vấn đề nào liên quan vấn đề đó, mình sẽ giải đáp, mình sẽ hỗ trợ giải đáp chung cho anh chị em. Có thể email nha, email cho mình tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ @gmail.com, hoặc là nhắn tin và điện thoại cho mình qua số điện thoại hay là Viber cũng được nha, hoặc là +1 559 900 6872. Và mình nhắc thêm anh chị đó là tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ ở đây chỉ là trao đổi và cùng nhau giải đáp, học hỏi chung thôi nhau về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, để không có tư vấn pháp lý, không có nhận tư vấn, hay là không tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ không có cung cấp cái dịch vụ pháp lý cho bất cứ ai hết nha các bạn nha. Mình sẽ chỉ nhau là tìm hiểu, học hỏi vậy thôi. Vậy rồi, phải thôi, cuối tuần chúc anh chị em giữ gìn sức khỏe, là vui bên người thân gia đình. Hẹn gặp lại trong các video clip khác. Xin chào anh chị em.